Hello, xin chào các bạn. Mình đã có làm một cái video TikTok ngắn để chia sẻ về cái sự thú vị khi mà đập hộp cái em nước hoa Pro Full Moon Roma này rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình quyết định là sẽ làm một cái video dài hơn. Tại vì sau một cái thời gian dài sử dụng thì mình cảm thấy quá là đáng tiếc nếu như mọi người không biết đến cái em nước hoa này và bỏ qua một cái nước hoa niche mà vô cùng đỉnh, vô cùng chất lượng luôn. Thì hôm nay mình sẽ review 3 cái chai nước hoa của nhà này mà mình thích nhất, cũng như là mình sẽ unbox và xem là bên trong này có cái gì đặc biệt mà lại làm cho mình cảm thấy thú vị như vậy ha. Hộp và chai của em này thì khá là đơn giản thôi, chứ nó không có hầm hố như những hãng khác, vì hãng tập trung vào chất lượng chứ không quá quan trọng về ngoại hình. Nhưng mà có một điều hay ho và đặc biệt nằm ở bên trong. Mở hộp ra thì mình tưởng đâu đây là một cái bộ dụng cụ thí nghiệm luôn á. Thấy ống vòi gì tùm lum luôn, thì ra là hãng trang bị ống chiết và chai lăn mini cho khách hàng để mình có thể chiết ra và mang theo, quá là chu đáo luôn. Cái ống chiết này dùng xong thì mình sẽ giữ lại tại vì mình thấy nó rất là tiện, để mình chiết thử luôn ha. Cái chai này nhìn nó nhỏ vậy thôi nha mọi người, chứ thật ra mình chiết lâu lắm mới đầy luôn ấy. Sau khi mà loay hoay chơi đồ hàng xong thì mình đã có một cái chai nước hoa full size và một cái chai nước hoa dạng lăn mini để đi du lịch. Và cái đầu lăn của em nó thì rất êm và rất là trơn tru luôn. Pro Full Moon Roma là một trong số ít ở những cái brand nước hoa niche mà mình thích hết tất cả các mùi hương của nó. Chỉ có thích nhiều và thích ít thôi mọi người, chứ không có một cái mùi nào là mình cảm thấy khó chịu cả. Và cái điều này nó cũng rất là hiếm khi xảy ra, tại vì nước hoa niche thì nó làm những cái mùi hương rất là độc đáo, chứ không phải là những cái mùi hương đại trà như là nước hoa designer. Nhưng mà cái em này thật sự luôn là tất cả các mùi hương mình đều cảm thấy nó rất là thơm, rất là dễ chịu và rất là phù hợp với cá nhân mình. Thì khi mà mình đi mua nước hoa thì mình vô tình biết được rằng mình mua 3 chai đúng không mọi người, thì 3 chai của mình đều nằm trong cái bộ sưu tập nước hoa ngọt của nó, có nghĩa là hãng chỉ có 4 chai là có tông mùi ngọt thôi, thì mình mua hết 3 chai trong số đó rồi. Và mình là một cái người con gái mà khá là kỳ lạ, đó là mình thích nước hoa nam, mình thích những cái mùi mà nó hơi nam tính chút xíu, nó có gỗ nè, có tiêu nè, hơi cay nồng và một chút gia vị kiểu như vậy. Nhưng mà không hiểu sao mình lại bị chinh phục bởi những cái nước hoa tông ngọt của nhà này. Chai đầu tiên có tên là Vanitas. Mùi hương của em này thì đơn giản lắm nha mọi người, chính xác là mùi vani và chỉ có vani mà thôi. Nó ngọt ngào và mềm mại như một chiếc bánh kem. Nghe mùi này là mọi người cảm thấy như mình đang đứng giữa một tiệm bánh ngọt vậy. Và mình chắc chắn luôn, không có ai mà đứng trong một cái tiệm bánh ngọt thơm lừng như vậy mà lại cảm thấy là khó chịu hay là không thích nữa đúng không mọi người. Cho nên là khi mà sử dụng em này nè, thì mình cảm thấy là cái mùi hương nó rất chi là quen thuộc, gần gũi và có một cái sự đáng yêu trong đó nữa. Và cái mùi này nha, thì thật sự là nó có một cái sức hút và nó gợi lên một cái sự nữ tính nữa. Tại vì mình cảm thấy là nó gợi lên cho mình cái phong cách của một cô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng nè, rồi khoác lên trên mình một cái mùi nước hoa nó êm dịu và nó ngọt ngào như thế này nữa thì chắc chắn là ai cũng phải mê đúng không. Tiếp theo là em Sorriso, mùi sô cô la, lại là một mùi đồ ăn ngọt ngào nữa, cũng ngọt ngào nhưng mà sô cô la thì dĩ nhiên là khác vani bánh ngọt đúng không mọi người. Và cái mùi này thì nó cũng siêu đơn giản, chỉ đơn giản là sô cô la thôi mọi người. Nó không quá đắng, nó cũng không quá ngọt, mình cảm giác nó giống như là một cái viên sô cô la sữa mà đang tan chảy trên làn da của mình vậy. Trước giờ thì mình chưa nghe ai nói là mùi sô-cô-la khó chịu cả đúng không? Thì mình nghĩ là ai cũng sẽ thích cái mùi hương sô-cô-la này. Cho nên là khi mà sử dụng mình cũng có cái cảm giác rất là thân thuộc và gần gũi giống như là cái em Fanny lúc nãy. Nhưng mà em này thì mình còn cảm thấy tinh thần rất là vui vẻ khi mà sử dụng nữa. Trước đây thì mình đã đi thử rất là nhiều chai nước hoa có cái nốt hương sô-cô-la rồi, tại vì mình nghe sô-cô-la mình rất là thích. Nhưng mà khi mà thử những cái chai kia thì thật sự nha là cái mùi nó làm mình khó chịu luôn á. Nó kiểu nó hắc hắc mà nó kỳ lắm mà mình không có cảm nhận được cái sô-cô-la gì cả. Nhưng mà riêng em này khi mà mình thử đến cái chai này thì kiểu ôi sô-cô-la của tôi đây rồi. Cái em sô-cô-la này thì nó sẽ không có kiểu ngọt ngào đầm thắm mà nữ tính như là cái em vani đâu nha mọi người. Em này thì mình cảm giác là cái mùi hương của nó sẽ trẻ trung hơn, năng động hơn và nó kiểu tinh tinh một chút, kiểu mà sô-cô-la kẹo mút đó mọi người. Thì hai cái em này mình biết là trong này nè có những cái thành phần khác nữa chứ không phải là chỉ có vani và sô cô la. Nhưng mà tin mình đi, khi mà các bạn thử hai chai này thì các bạn chỉ nghe được đúng một cái mùi duy nhất thôi. Vani là vani mà sô cô la là sô cô la. Khi mà mình đi ăn uống hoặc là đi uống trà sữa nè, đi cà phê thì mình sẽ rất là ưu ái cho hai chai này. Tại vì mình cảm thấy là một cái mùi hương nó ngọt ngào mà nó kiểu khá là đồ ăn đó mọi người. Mà trong một cái không gian ăn uống nói chuyện với bạn bè uống một ly trà sữa thì nó thực sự rất là hợp. Cho nên thường đi cà phê ăn uống trà sữa thì mình sẽ ưu tiên sử dụng hai cái em này. Nó cũng tạo cho mình cái cảm giác ngon miệng hơn. Tiếp theo, một mùi hương ngọt ngào nhưng không còn là mình liên tưởng tới đồ ăn nữa. Đó chính là D'Ambrosia. Em này là mùi của trái cây và quả sung, thêm một chút ngày ngậy của hạnh nhân. Một mùi hương có sự pha trộn và không còn đơn giản như hai mùi hương lúc nãy.
cái mùi này nó trong veo, nó trông như thể là các bạn đang tách đôi một chiếc lá trong một cái buổi sương sớm ra và ngửi vậy. Cái mùi nó rất là lạ mọi người ơi. Thì mình cảm giác là nó xanh nè, nó sạch, và hãng miêu tả là nó giống như một cái mùi trái cây của thượng đế trên thiên đường vậy đó. Và đây là một cái mùi hương mà có khả năng chữa lành nha. Nó mang lại một cái bầu không khí bình yên và kiểu rất là dễ chịu, giống như là các bạn đang ngồi giữa một cái tán lá xanh và các bạn nhìn lên một bầu trời. Cái cảm giác nó là như vậy đó. Nhưng mà trong này á, nó có một chút cái nốt hương ngọt nữa, tại vì như lúc nãy mình nói á, là em này nằm trong bốn cái chai trong cái bộ sưu tập có mùi ngọt của hãng, cho nên là mình cảm giác cái mùi đó là nó đến từ hạnh nhân và một chút trái cây. Tại vì trong thành phần của em này á, là có hạnh nhân nè, quả sung, rồi quả nho, quả lê và gỗ đàn hương. Thì các bạn hỏi mình cái mùi này nó giống cái mùi gì, thì thật sự nha, mình không biết luôn á, nó lạ lắm mọi người. Đây là một cái mùi hương nó khá là đặc biệt, và mình chỉ nghe được đúng một cái nốt hương là hạnh nhân, nó ngậy ngậy, nó béo béo và nó hơi ngọt ngọt nhẹ trong cái chai này thôi. Cho nên á, là mình cũng không chắc là đa số mọi người có thích cái chai này không. Nhưng mà thật sự đây là một cái mùi hương nó rất là mát và nó rất là dễ chịu, nó mang lại cái cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, tại vì nó có khả năng chữa lành mà mọi người. Thì khi mà sử dụng chai này á, mình nghĩ là nó sẽ gợi một cái cảm giác khó quên đó. Tại vì thật sự là mình test cái em này ở cửa hàng nha, nhưng mà mình về đến nhà và mấy ngày sau đó khi mà mình mường tượng lại cái mùi hương á, mình vẫn cảm nhận được. Cho nên đây là một cái mùi hương mà nó sẽ tạo cảm giác khó quên, nhưng mà đồng thời nó cũng gây ra cái sự tò mò, tại vì mọi người sẽ không biết được là ô cái mùi hương này nó có những cái thành phần gì và nó giống với cái gì, thì thật sự là không có tưởng tượng ra được đâu. Mà nó chỉ để lại trong tâm trí mình một cái bức tranh là vào một cái buổi sáng rất là trong lành, và chúng ta ngồi dưới một tán cây và ngắm nhìn một bầu trời xanh, thật sự rất là bình yên. Đó là về mùi hương. Còn về cái độ bám tỏa thì sao? 10 điểm không có nhân cho tất cả các mùi hương, cả những chai mình mua và cả những chai mình chưa mua nha mọi người. Đây, không nói suông bằng lời đâu, mình chứng minh cho mọi người xem nha. Xịt ra da, và mọi người có thể thấy là sau khi mà cái lượng cồn nó bốc hơi thì cái lượng tinh dầu nước hoa động lại trên da mình là vô cùng nhiều. Hãng này nồng độ nước hoa là trên 40% lận, và cái chai quả sung của mình là đến 47% nha. Là con số nhiều kinh khủng khiếp. Nó tương đương với những chai nước hoa nhà Rocha giá mười mấy cho đến vài chục triệu. Với cái lượng tinh dầu đậm đặc như vậy thì cái chuyện mà em này lưu được từ sáng cho đến tối và thậm chí là lưu đến tận ngày hôm sau là chuyện quá bình thường và dễ hiểu luôn ấy. Khi mà sử dụng em này á, thì mọi người yên tâm nha, mọi người chỉ cần xịt vào ban ngày thôi thì các bạn có thể đi thoải mái đến tối. Có thể là cái mùi nó không có còn được yên nguyên, nhưng mà nó sẽ luôn luôn lưu lại một cái cảm giác rất là thơm mát và sạch sẽ trên người của các bạn. Còn về cái độ tỏa hương á, thì mỗi một mùi hương khác nhau nó sẽ có một cái độ tỏa khác nhau. Thì ở đây ba cái chai mình mua á, thì nó sẽ theo cái phong cách là ngọt ngào, nhẹ nhàng và êm dịu thôi. Cho nên là nó sẽ không phải là tỏa quá nhiều, nó không phải là xịt ở đây mà tích từ đằng kia đã nghe. Nhưng mà trong một cái không gian kín thì mùi hương của mình nghe rất rõ ràng luôn. Và đặc biệt là mỗi khi mà mình đi ngang qua một ai đó thì cái mùi hương nó lưu lại cũng rất là rõ. Thì đối với cá nhân mình á, mình không có phải là cái người mà xịt nước hoa cho mọi người nghe. Mà khi mà sử dụng nước hoa á, là mình rất là muốn được tận hưởng một cách trọn vẹn cái mùi hương mà mình yêu thích. Cho nên là mình sẽ ưu tiên mình mua những cái chai mà có cái nồng độ tinh dầu nước hoa nó cao như là những em này, để đảm bảo được là khi mà mình xịt thì cả một ngày luôn mình vẫn sẽ luôn 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 nghe được cái mùi nước hoa từ cơ thể mình tỏa ra. Tuy nhiên thì mình cũng không thích những cái chai mà nó quá tỏa, quá nồng nặc đâu. Vừa phải, như những chai này là mình thấy rất ok rồi. Tại vì có những chai á, mình xịt cái độ tỏa của nó mạnh khủng khiếp luôn thì mọi người xung quanh nghe rất là rõ và thậm chí là còn khen mình nữa. Tuy nhiên thì cá nhân mình là cái người mà mặc cái mùi hương nó trên người nó quá là tỏa, nó quá là nồng á, thì mình cảm thấy mình bị tịt mũi và mình bị nhức đầu. Cho nên là thật sự thì mình sẽ không có ưu tiên cho những chai đó đâu. Mình sẽ ưu tiên cho cái sự thoải mái khi mà mình sử dụng nước hoa. Thì khi mà mình đi mua á, mình cũng sẽ không có hỏi ai là cái mùi này có thơm không, có thích không. Tại vì khi mà mình chọn nước hoa thì mình nghĩ là mình đang chọn cho cá nhân mình. Tại vì mình là cái người sẽ nghe cái mùi nước hoa đó cả ngày, cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cảm xúc của mình trong ngày hôm đó ha. Cho nên là mình có thích chai nào thì mình chốt thôi, chứ mình cũng sẽ không hỏi ý kiến ai. Và các bạn nhớ nha, mua nước hoa thì mình phải là cái người thích cái mùi hương đó, và nó phải mang lại cho mình cảm giác dễ chịu. Chứ đừng nghĩ là mình xịt nước hoa cho mọi người nghe, thì như vậy các bạn sẽ cảm thấy không có được thoải mái trong cả ngày đâu. Giá của mấy em này thì tuy là chung hãng nhưng mà khác nhau nha. Vanitas và D'Ambrosia thì bằng giá là 8,8 triệu. Còn em Soiso mùi sô-cô-la thì nó sẽ mắc hơn là 9,9 triệu. Mình thực sự rất là mê nước hoa đến từ nhà Profumum Roma này luôn. Và mình đang còn hâm he thêm rất là nhiều chai nước hoa nữa, đặc biệt là cái chai thuần mùi hạnh nhân á mọi người, nó kiểu ngậy ngậy béo béo, cực kỳ thơm ngon luôn. Nhưng mà do là giá của những em này cũng chát quá cho nên là mình cũng chưa thể nào một lần mà mang hết về nhà được. Thì hy vọng là sắp tới mình sẽ mua được thêm nhiều cái em nước hoa đến từ hãng này nữa.
Thì cá nhân mình nó chỉ là một người dùng thôi, mình không phải là một người có kiến thức quá chuyên sâu về nước hoa, và mình cũng không có PR cho một cái hãng nước hoa hay là một cái shop nước hoa nào cả, mà mình chỉ là một người dùng với nhiều năm kinh nghiệm, cực kỳ yêu thích mùi hương luôn. Mình có khoảng 100 chai nước hoa và 80% trong số đó là nước hoa niche, cho nên là mình cũng hy vọng là những cái trải nghiệm của mình có thể sử dụng nó để chia sẻ cho mọi người và giúp mọi người có những cái option mới, những cái option rất là hay khi mà mọi người chọn mua những cái hãng nước hoa niche. Thì nếu như các bạn muốn mua những chai nước hoa này thì các bạn cứ tìm hiểu những cái shop nào mà uy tín và giá cả hợp lý thì các bạn mua nha, chứ mình cũng sẽ không có recommend bất kỳ cái shop nào cả. Thì mình hy vọng là mọi người sẽ thích những cái chủ đề làm về nước hoa của mình. Nếu mà các bạn thích thì nhớ ấn like, đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận để mình có thêm thật là nhiều động lực và tiếp tục review nước hoa cho mọi người xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến hết video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.